Rồi ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái việc là tạo ra cái root để phục vụ cho cái việc xóa một cái category đi. Thì chúng ta sẽ có là root get cái remove, nơi xử lý sẽ là admin category controller, hàm destroy. Cái remove này chúng ta sẽ nhận một cái biến tham số. Tham số này là bắt buộc, thì chúng ta sẽ có là ID ở đây. Đang quay rồi. Destroy này, sau đó chúng ta sẽ đặt cho nó một cái name. Name này là get.destroy. Xong. Xếp xuống. Được chưa? Sau đó chúng ta bê luôn cái name này tương ra ngoài cái thẻ A kia là xong. Ở index chúng ta có cái dấu thăng href này đúng không? Bây giờ chúng ta thay bằng cái đoạn lệnh là root get destroy. Như này. Để nó redirect đến cái URL của chúng ta. Và chúng ta sẽ xử lý nó. Thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào trong cái admin category controller hàm destroy. Tôi copy cái tên này và tôi mở ra cái category controller. Tôi duplicate cái hàm này lên. Tôi đổi tên nó thành destroy. Chưa? Thì ở đây các bạn nhìn cái dashboard root của tôi này, nó có nhận một cái biến ID đúng không? Có nhận một cái biến ID bắt buộc ở trên URL. Thì ở trong cái category controller này chúng ta cũng sẽ nhận thêm một cái biến ID ở ngoài cái root kia. Chúng ta viết cái tên biến như thế nào, ở trong này chúng ta chỉ thêm một dấu đô la đằng trước để quy định nó là cái biến là xong. Được nhỉ? Chúng ta có thể test nó, chúng ta sử dụng hàm DD thì biến ID ra ngoài. Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Tiến được chưa? Xếp xuống nhá. Bây giờ nó sẽ có lỗi. Đó. Thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì cái root của chúng ta nó sẽ có một cái tham số là ID là bắt buộc. Đúng không? Nhưng mà vừa rồi khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta mới chỉ gọi đến cái root là category destroy mà chúng ta chưa truyền cái tham số ID vào đây. Nên nó báo lỗi. Thì bây giờ để truyền tham số thì chúng ta sử dụng cái cách này, thêm một dấu phẩy vào trong cái root đấy. Trong này chúng ta sẽ là các cái, ví dụ như các cái tham số truyền lên tên. Đây là cái tên của cái tham số ở trên URL. Và giá trị của nó chính là cái value ở đấy. Thì chúng ta sẽ có cái thăng ở cái đô la element. Copy cho nhé. Trỏ đến ID. Đây là cách truyền tham số vào URL. Xếp xuống. Bây giờ chúng ta có thể refresh. Thì chúng ta khi mà hover có remove, các bạn có thể nhìn thấy ở phía góc bên dưới này. Góc bên dưới là remove ID 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đấy, 8. Thấy chưa? Bấm vào đây. Chúng ta sẽ ra, ôi nó ra cái là sorry page you are looking could not be found. Đúng. Để xem nào, lỗi này là lỗi gì. Dashboard này, remove ID category get. Để tôi xem lại đấy nha. Public function destroy. Sai đâu nhỉ?
xem nào. Dashboard này, category này, remove này, cộng thêm số 8. Để test lại cái dashboard này xem nó có vấn đề gì. Đây thì mình ID ra. Ồ. Không nhận luôn mà. Chúng ta phải test lại xem cái root của chúng ta có đúng không. DFP artisan root 2.list. Đây này, chúng ta có cái dashboard category remove ID. Xử lý browser. Middleware là web. Hả? Ồ, dị nhỉ. Dashboard category remove. Sao lại không chạy? Nè. Sửa remove xem. Để nó xem vì sao nó không chạy. Sorry update, you are looking for not found. UPP. Ồ, hay nhỉ. Tôi thử bỏ cái này đi xem. Cái này thì ra. Nhưng mà khi truyền ID vào đây, truyền ID vào đây thì không ra. Đấy, khi truyền ID vào đây thì không ra. Cứ xem lại xem nào. Laravel. Web.php. À đây. Đúng không? Sorry các bạn. Tôi viết thừa chữ ID ở trong này. Đây tôi viết thừa chữ ID ở đây. Ok, cảm ơn cái này. Thừa mất cái đô la ID. Chúng ta test lại. Remove 8. Pass error dashboard dòng số 11. Cái gì mà dashboard.php dòng 11. Chấm phẩy. Đây chúng ta lấy ra số 8. Cái số 8 này chúng ta thực hiện bằng cái việc là chúng ta DD ở trong category controller. Đây, cái biến ID đúng không? Đã hiểu đến đây chưa nhỉ? Sơn, có thắc mắc gì đến đây không? Phải dashboard à? Hay index? Đây à? Đây. Thấy chưa? Rồi. Chúng ta đã lấy được cái ID truyền lên. Bây giờ cái việc của chúng ta chỉ là, tôi sẽ nốt ra đây nhá. Một là check category ID is exist. Xóa thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có thật hay không thì chúng ta mới xóa chứ, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành là if, thôi tôi viết từ từ nhá. Chúng ta sẽ có kết bằng category 2.2.file
cái biến ID này. Chúng ta tiến hành DD ra cái biến kết đấy. Được chưa? Cái này là cái ILO quần để chúng ta tìm ra một cái phần tử, một cái đối tượng ở trong cơ sở dữ liệu, một cái bảng ghi trong cơ sở dữ liệu. Dựa vào cái ID của nó, chúng ta truyền cái tham số, cái giá trị của cái ID vào đây để tìm ra. Chúng ta test lại. Nó sẽ ra cái category trong này là cái attribute. Ống biến cái gì, parent ID bằng 0, kết ất null, created by trừ 1. Được chưa? Đây là chúng ta đã lấy được ra cơ sở dữ liệu rồi. Nhưng mà nếu mà ở đây tôi truyền ra thằng số 10 thì sao? Này thằng chưa có nó sẽ ra null đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là if, thay cái DD này bằng if, kết khác null, thì tiến hành là kết trỏ đến destroy. Cái hàm kết trỏ đến destroy này nó chính là cái hàm xóa một cái bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu đi. Còn else, hoặc là chúng ta không có else thì chúng ta tiến hành là return redirect. Redirect về một cái root là kết.list. Xóa được hay không xóa được chúng ta cũng tương vậy. Chúng ta thử nhá. Huy thử xóa không xóa đâu. Cái kết sau khi file thì nó là đối tượng category. Và cái đối tượng category thì nó là phụ thuộc vào, nó là kiểu của ILO quần. ILO quần thì để xóa một cái bản ghi đấy khỏi cơ sở dữ liệu chúng ta sử dụng hàm destroy. Xong đi luôn. Hả? Hàm index. Ở đây hay ở đây? Đấy à? Hả? Cái gì? Không xóa được á? Để tôi xem nhé. Tôi nhớ không nhầm thì là hàm destroy. Rồi. Chúng ta thử sớt xem. Đây cái gì đây? Deleting model. Giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm cái hàm destroy này. À nhầm. Delete unexist model by key thì là sử dụng như này. Delete model by query. À thì ra là như thế này. Rồi chúng ta cứ thử đã. Có khả năng là tôi sai. Tôi sẽ xóa thằng số 8 đi nhá.
Rồi, lỗi rồi. Ok, hàm này là hàm mà chúng ta có hai cách xóa. Cách thứ nhất là chúng ta có thể dùng cái kết này chọn đến delete. Cách thứ hai là chúng ta có thể là copy như này, bệt xuống, chọn đến destroy như này thì được. Thì chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai bởi vì câu lệnh ở trên, cách thứ nhất bởi vì câu lệnh ở trên tôi đã tìm ra cái đấy rồi, tôi không muốn thực hiện lại cái này nữa. Chúng ta thử lại. Mất thằng số 8 đúng không? Mất cái thằng số 8 rồi. Xóa tiếp thằng số 7. Bay luôn. Chúng ta có thể mở cái cơ sở dữ liệu ra để kiểm tra. Refresh. Mất thằng số 7, số 8. Thank you.
nhá, hiểu chưa? Không có thánh thần, không có bất kỳ thánh thần nào nhồi nhét được kiến thức vào đầu các bạn. Ai làm cái này thì các bạn biết tôi làm là làm bao nhiêu năm rồi, từ cuối năm, từ đầu năm 2014, từ thời Laravel nó còn bản version 4.1, làm liên tục cho đến bây giờ mà tôi cũng chưa tự tin là tôi hiểu hết Laravel. Thì các bạn mới tiếp xúc được nó chưa được một tháng và các bạn đã lười như thế này, không bao giờ các bạn khá lên được. Về làm lại đi, làm đi làm lại nhiều lần vào. Đã đọc tiếng Anh không được thì phải làm đi làm lại nhiều lần để chúng ta vỡ ra. Chứ cứ như thế này thì tôi không thể nào mà theo sau các bạn mà support các bạn suốt được. Được chưa? Không được đâu. Để tình hình mình nhìn phát mình biết ngay là về không xem, không ngó ngàng gì đến code của thầy. Thậm chí là không hề clone cái project của tôi về để chạy luôn. Như vậy thì chết. Ai rơi vào từ trường hợp mà cảm thấy mình yếu quá về Laravel thì phải tự học đi. Ít nhất là học được đến những cái phần gì tôi đã hướng dẫn các bạn. Chứ còn các bạn cứ thế này thì chịu. Chịu thật sự đấy. Là không thể nào mà cứu được. Đúng chưa? Phần đến những cái thứ mà nó liên quan đến framework thì là nó đã rất là khó rồi. Nó rất là khó, nó rất là phức tạp rồi. Phải về tự học, tự làm đi làm lại nhiều lần nào. Chứ còn như này thì lớp này chắc còn lại được khoảng 3 người là căng. Thật đấy, tôi nói thật đấy. Nếu mà không cố gắng. Được chưa nhỉ? Xong cái phần remove. Các bạn xong hết chưa? Quy. Ok. Tiếp theo ở trên cái phần TH này của tôi này. Các bạn nhìn thấy tôi để ra một cái ô trống không làm gì không? Thì ở đây thì bọn tôi hay để ra một cái thẻ A. Một cái thẻ A. Trong cái thẻ A này chúng ta sẽ redirect lên cái chỗ mà tạo mới, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái class cho nó là btn trừ succeed. Cách btn trừ xf. Đây chúng ta sẽ có một cái thẻ y. Chúng ta có một cái thẻ y có class là fa. Cách fa trừ close. Và đây là add new. URL chúng ta sẽ chưa sync. Hoặc là các bạn có thể viết thẳng vào đây là root cho đến là get.add-new. Chúng ta tạo ra một cái name như này để làm việc. Tôi sẽ từ giờ tôi sẽ demo thận trọng để các bạn có thể theo được. Huy là còn đang gõ lần nhá. Liệu về mà sửa đi. Không nhá. Đến buổi sau tôi còn thấy lần như vậy. Cứ một toán là 10.000. Thằng Việt Anh nó có post lên một cái trang là Ten Finger cái gì gì đấy lên đấy mà test, lên đấy mà luyện. Bao nhiêu đô? Rồi. Lương chưa? Ok. Thì bây giờ việc tiếp theo là làm gì? Lương. Ừ. Giờ làm gì?
Máy to lên. Vào dashboard, gõ như nào. F này. Bỏ cái ID đi này. Add new đi. Name nó sẽ là Kết, okay, add new. Được chưa? Xong chưa? Copy cái hàm thôi. Lại copy cái hàm. Copy xong rồi sau đấy chúng ta sẽ vào category controller, duplicate một cái hàm bất kỳ nó đấy lên. Thế ở dưới này chúng ta sẽ có cái add new. Bỏ cái ID này đi. Chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tên là model. Nó sẽ bằng new model. Model của chúng ta là category. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là generate ra một cái view và truyền cái biến model cái đi. View. Get chấm đây get admin, sorry các bạn, đây là admin chấm category chấm form, chuyển cái biến là model đi, compact model, chuyển ra ngoài view. Ngoài ra chúng ta có một cái biến get, nó sẽ bằng category hai chấm on và chúng ta cũng truyền luôn cả thằng này ra. Truyền ra để phục vụ cái mục đích là parent ID à, cho parent của chúng ta. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo là tạo ra thôi, tạo ra form.blade.php new file là form.blade.php tạo ra. Thằng này cũng tiến hành kế thừa. Nó sẽ extend cái layout.admin. Nó sẽ có cái section title giá trị là new category, có cái section content, end section.
chưa? Không nhỉ? Trong này chúng ta sinh ra cái gì? Đúng rồi. Sinh ra cái form có action để chống đi. Method bằng post. Tôi sẽ viết class cho nó. Class bằng md con trừ fm trừ mấy ta 6 đi, con trừ fm trừ offset trừ 3. Class là form. Cái no validate nó sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái validate của HTML5 đi. Ví dụ chúng ta gõ thẻ input và chúng ta thêm cái thuộc tính là require đó, thì khi mà chúng ta không điền dữ liệu mà submit lên thì nó sẽ báo lỗi, nhưng mà lỗi đi báo bằng HTML5. Thì tôi không muốn bắt lỗi đấy thì tôi sẽ viết vào no validate, validate ở trên cái form chứa những cái input đó. Bây giờ thì để tôi ngó lại xem cái thằng admin LTE này nó có những cái cách nào để validate page này, form này, generator. Ủa, không mở nhỉ? Đây, chúng ta thích loại nào? Dùng cái này nhá. Anh giữ cái này. Thế nào? Thôi lấy cái này nhá. Cho nó cơ bản. Chúng ta sẽ có cái form, có role bằng form kệ nó thôi này. Trong này có form group và input này đúng không? Copy. Thích dùng thằng nào thì copy thằng đấy. Xong rồi mở cái code của mình ra paste vào đây. Form group có cái label for cái gì gì đây, for name, tôi sẽ để là đây là cái category name, type bằng text, class bằng form control, id bằng name, placeholder là enter category name. Chúng ta sẽ có thêm một cái name cho nó nữa, name bằng name.
khủng khiếp. Ừ thì đấy. Cơ sở dữ liệu chúng ta có bảng kết story đúng không? Thì đây nó có cái gì? ID, parent ID, name. Thế còn create từ đất với update từ đất thì nó là default rồi. Bây giờ chúng ta cần thêm một thằng là thằng parent ID nữa đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành tạo ra cái input này này. Input này bởi vì chúng ta truyền ra cái biến model rồi đúng không? Chuyển ra ngoài biến model rồi cho nên chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là value bằng model trở đến name. Ở đây chúng ta thêm cái CSRF field nữa. Sau đó trong cái div này thì chúng ta sẽ tiến hành ở dưới chúng ta tiến hành duplicate thằng này lên. Duplicate thằng này lên, chúng ta sẽ có cái parent ID. Parent thôi. Chúng ta bỏ cái input này đi. Thay cái input này nó sẽ bằng cái select name bằng parent. Chúng ta sẽ có cái option value này bằng 0 và gạch. Sau đó tiến hành A còng, tiến hành for x ra cái biến kết. Ừ thì sao? Tôi thích. Thế vì sao? Tôi muốn dùng cái file form này cho cả việc update và insert. Dùng một view rồi. Nên tôi phin sẵn vào đây. Để mấy nữa tôi trong trường hợp insert update thì nó cũng phin luôn ra cho tôi cái biến model đấy là xong. Cái giá trị đấy sẵn ra ngoài màn hình. Thậm chí là ở đây tôi sinh ra một cái input hidden name bằng ID. Value của nó bằng luôn cái model cho đến ID luôn. Không sao. Trong này chúng ta sẽ là option value bằng element cho đến ID bằng cái tag này, cái tag để hiển thị của option ấy nó sẽ là element cho đến name. Ta hoàn toàn có thể là A còng ít
luôn. Có hiểu cái đoạn tôi viết đây không? Nếu cái thẻ option nào có cái element ID nó bằng với cái model trỏ đến parent ID thì nó sẽ có thuộc tính selected và nó mặc định được chọn luôn ở trong cái select đấy. Tí nữa tôi sẽ test thử cho các bạn xem. Còn nếu không select bình thường thì nó sẽ chọn cái thằng đầu tiên đúng không? Cái gì? Gì? Model khi mà new ra thì nó có cái giá trị cho cái cột parent ID không? Không có thì nó không bằng đúng không? Không xảy ra cái tình huống hai thằng này bằng nhau thì có bao giờ nó sẽ lên được. Trong trường hợp insert thì có vấn đề gì đâu, đúng không?
nhá. Xong nhá. Test thử nhá. Cứ lấy thử đã. Để biết là đúng sai hay không. Rồi, end new. Ôi giời ơi. Undefined variable ở dòng 22. Dòng 22. Ở đây, element. Sai chính tả. Sorry các bạn. Đấy. Đúng không? Không ảnh hưởng gì. Chúng ta ở đây tôi còn thiếu cái select này, còn có một class là form control. Được chưa? Các bạn check thử xem có sao. Nếu không vấn đề thì chúng ta có cái div class là form group. Trong này tôi sẽ có cái class thêm là text center. Trong này tôi sẽ có một cái button file submit. Nên là class là btn trừ. A nữa. À, grab bằng để chống. Với class btn. Có cancel. Trong hgrab mà chúng ta có cái thằng là root. Get.list. Đấy là cái button cancel của chúng ta. Thank you.
chưa? Test nhá. Refresh, chúng ta có button save và button cancel. Bây giờ chúng ta có thể là viết cái này và chọn một thằng cha nào đấy, nhưng mà trước đây tôi muốn thử test xem là cái việc chúng ta if else đây nó có hợp lý hay không, bằng việc là ở trong controller. Các bạn không cần làm nhá, tôi sẽ thử cái model cho đến parent ID nó bằng 2 thử xem. Ra ngoài này nó chọn ID bằng 2 thì là chúng ta làm đúng. Được chưa? Chọn thẳng luôn thế giới, tôi chả phải làm gì cả. Chúng ta thêm cái thuộc tính selected vào trong cái việc sinh ra cái option là xong. Được chưa nhỉ? Bây giờ khi mà save xuống thì chúng ta sẽ chưa có chỗ save, bởi vì các bạn xem ở phần form này này, chúng ta chưa có action đúng không? Thì bây giờ để save xuống chúng ta lại lưu, ta lại tạo ra một cái option, lại tạo ra một cái option nữa, lại tạo ra một cái root nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ lại viết root, root name bằng get trừ get chấm save, get chấm save, copy nó và tạo ra ở trong dashboard.php. Duplicate thằng này, chuyển cái get này thành post, thêm vào hàm là save, xong. Xong chưa? Lại mở category controller ra tạo ra hàm save. Rồi. Chúng ta sửa cái này thành hàm save, chúng ta sẽ nhận biến là request. Không nhớ. Thì ở trong này chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái biến ID nó bằng ID bằng với request cho đến input ID. Cái ID tôi lấy ở dưới form lên nhá. Sau đó tôi tiến hành DD ra cái ID này. Vừa quay vừa in view vừa chạy pin hết như để tôi cắm cái sạc thôi. Test nhá. Chúng ta sẽ viết text linh tinh vào đây, chọn bất kỳ một thằng cha nào chúng ta xếp xuống. Ôi giời ơi. Root collection. Để xem nào. Dashboard này, root port save admin controller. Save. Tại đâu nhỉ?
đúng không bạn? À đây nó sang lại sau lại sang S nhỉ. À lúc nãy tôi chưa refresh. Tôi chưa refresh size. Đấy nó sang đây, ra nun này. Ra nun. Bởi vì nó không có gì nó ra nun. Thì ở đây chúng ta bắt được nun rồi, nó bằng nun rồi. Thì chúng ta có thể là if cái biến ID hoặc là chúng ta có thể là request. Để coi nào, chờ chút nha. Chúng ta có thể là sử dụng cái ID này bằng null. Thì cái biến model của chúng ta sẽ bằng new category. ID bằng null thì chúng ta sẽ là tạo mới. Tạo mới chúng ta phải new nó ra. Còn else, else chúng ta có cũng tạo ra cái biến model. Nhưng mà model này sẽ bằng category file cái biến ID của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là model chọn biến fill cái biến request chọn đến all như này và tiến hành là model chọn đến save cuối cùng là redirect về list. Các bạn cứ xong bây giờ chúng ta làm tiếp. Còn cái mắc ở phần phim này nữa. Trong thời gian chờ đợi tôi sẽ comment nhé. Xong chưa? Xong đi nhỉ? Rồi. Bây giờ tôi sẽ giải thích cái đoạn phi này này. Như bình thường chúng ta sẽ có cái model này để lấy dữ liệu từ form. Chúng ta sẽ phải gán lại giá trị cho từng field một. Ví dụ như kiểu là tôi sẽ demo nhá. Ví dụ tôi sẽ có cái model trỏ đến name. Nó sẽ phải bằng cái request trỏ đến là input input cột name lấy từ form lên. Tiếp theo là parent ID cũng lấy cái này từ parent ID từ form lên như này, xong chúng ta mới xếp xuống được chưa.
Thì ở đây chúng ta có một cái hàm mà Laravel eloquent nó cung cấp sẵn mà chúng ta không phải làm những cái việc vừa rồi nữa. Đó là chúng ta mở trong cái model của chúng ta ra. Category. Chúng ta sẽ có một cái public biến là finable bằng name phẩy parent ID như này. Thì nó sẽ tự động nó làm hai cái việc vừa rồi cho chúng ta mà chúng ta không phải làm gì thêm. Chỉ việc fill vào thì nó sẽ lấy các cái field có giá trị bằng name, bằng parent ID, nó ốp vào trong object. Sao biết? Bởi vì bởi vì khi mà chúng ta request all, nó trả ra một cái array toàn là toàn bộ dữ liệu từ form gửi lên. Ừ, rồi sao? Cái nào là name, cái nào là ID là như nào? Cái nào ở đây của bạn là như thế nào? Sao biết? Đam nhá. Thử nhá. Đấy. Nó trả ra array mà. Array cứ đúng vào key là lấy dữ liệu thôi. Đúng, bắt buộc phải đúng. Đúng. Dưới cái form của chúng ta quan trọng là cái name ở dưới form ấy. Nó phải đúng tên. Chính xác. Thế nên lý do vì sao lúc nãy tôi mới bảo là chúng ta cần phải đặt cái form này đúng tên. Hiểu chưa? Đấy là lý do vì sao. Còn nếu mà các bạn không làm như tôi thì các bạn có thể là làm theo cách lúc nãy, gán từng giá trị một. Như vậy thì nó phiền hơn. Tùy các bạn thôi, như nào cũng được. Làm kiểu này thì nó tiện hơn cho chúng ta. Chúng ta có thể lười được một đoạn, một công đoạn. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có hai field thì nó nhàn. Nhưng mà sau này ví dụ như chúng ta gặp một cái màn hình nào đấy, nó rơi vào khoảng vài chục field, chúng ta làm cái cách thứ nhất thì nó khổ thì thôi rồi luôn. Đúng không? Chúng ta thử nhá. Đây, dữ liệu mới. Được chưa? Đấy là cái việc chúng ta sẽ lưu dữ liệu sử dụng eloquent của Laravel.
như đã. Xuống. Rồi, đi back lên, tức là form lên đi nhỉ. Cứ từ từ đó. Đấy. Rồi, xếp
Finable đi. Để là protected. Đây cái đoạn này các bạn update cho mình nhé. Để cái này protected được. Rồi. Chúng ta ở ngoài index này bây giờ sẽ làm phần nốt, phần còn lại là phần update. Sơn cứ chờ tí nha, tôi đẩy code lên lấy về. Chạy lại thử xem. Thì ở đây chúng ta sẽ có là root get.update với ID truyền lên nó sẽ bằng là element cho đến ID giống như delete thôi. Kết update truyền ID lên. Đẩy code lên. Quên tí nữa. Bây giờ chúng ta làm insert xong rồi thì làm update cực kỳ dễ. Xong chưa? Lại vào dashboard thôi. Xong thì lại vào dashboard. Get update. Truyền một cái tham số là ID vào đây. Update name là get update. Tạo ra hàm update ở trong controller. Chưa? Đúng. Rồi. Copy cái update vào trong cái category controller. Ờ, ở hàm add new này, duplicate nó lên. Sửa mỗi chữ add new thành chữ update, nhận tham số ID vào đây. Thì ở đây chúng ta có cái muỗng, có cái model nhưng nó không new nữa. Mà nó sẽ là model category 2.2.file. File cái biến ID kia. Get model by ID. Và get all category như bình thường. Truyền cái model này ra ngoài. Và xong. Nhưng mà trước đấy chúng ta phải cần phải làm một cái việc. Đó là phải kiểm tra xem cái model nó có bị null hay không. Bởi vì không thể nào mà update một cái model nó không có gì, đúng không? Đúng nhá. Thì chúng ta sẽ tiến hành là if model bằng null. Chúng ta sẽ return luôn. Redirect về cái root là get.list. Test nha. Refresh. Update ID 1. ID bằng 9. Ra đúng dữ liệu không? Để update lại. Parent ID xã hội. Xếp xuống. Hiện PH
CH, đây là ID xã hội, ID 01. Được chưa? Đấy là cái logic của chúng ta. Khi mà update, nó sẽ đẩy code lên. Các bạn dành được khoảng 10-15 phút để đọc và check lại xem có phần nào không hiểu không. Phần tới chúng ta sẽ đến với phần validate dữ liệu bằng Laravel. Nó có cái validator và request. Đây.
theo chúng ta sẽ đến với phần validate. Phần này là phần không thể thiếu của website khi nhận dữ liệu của người dùng vào. Thì validate nó thường thường sẽ có hai phần. Validate của client hay là còn là validate của front end. Validate của back end. Validate của front end tức là validate ngay tại cái view. Ngay tại cái view chúng ta sử dụng GS để validate. Để là cái mục đích validate là để kiểm tra xem những cái view người ta điền vào, những cái dữ liệu người ta điền vào trong cái form của chúng ta ấy, nó có hợp lệ hay không. Nếu không hợp lệ, JavaScript sẽ làm một việc là không cho cái form của chúng ta submit lên. Đấy là một. Cách thứ hai là chúng ta validate back end. Khi dữ liệu đã submit ở lên UTP rồi thì ở đây chúng ta cũng cần nên validate bằng UTP nữa. Một lần nữa để kiểm tra xem dữ liệu người ta đưa lên có phù hợp với cơ sở dữ liệu hay không. Nếu ok thì mới cho xếp xuống, còn không thì chúng ta sẽ đẩy ngược lại cái form và tiến hành hiển thị lỗi và cái dữ liệu có sẵn của người ta, dữ liệu người ta insert trước đấy vào để cho nó để bắt người ta phải sửa lại những dữ liệu người ta đã insert. Đấy là cái việc validate. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần validate. Sau phần validate này thì chúng ta sẽ đến với cái việc là authenticate. Nào copy. Mình copy cho nó, mình phải copy cái file nén. Nén file vào rồi copy ra. Copy từng file nhỏ như vậy nó rất là lâu. Copy vào thì nhanh nhưng copy ra thì lâu. Dỗ. Xong rồi chưa? Rồi ok, chúng ta thực hiện validate từ PHP, validate phía backend. Còn validate ở phía frontend thì rất là dễ thôi, chúng ta sử dụng jQuery validate là xong. Thì cái đấy tôi sẽ dạy sau. Rồi ok, chúng ta làm thử thằng update đi. Require của cái name và unique của cái name đấy. Đó. Và validate ở trong hàm sếp. Ông ấy. Gì? Rồi, cứ từ từ, cái gì? Đô la zip à? Trỏ đến. Validate. Rồi. Re này. Request. Phải. Nè. Unique. Cái gì? TT1 á? Không, categories. Rồi. Cứ làm đi. Rồi mày chết. Tiếp đi. Sao nữa? Chấm phẩy à? Rồi, sao nữa? Thế này xong mà. Ok. Nha. Rồi test cây tạo mới trước. Không điền gì. Xếp xuống. Lỗi đâu? Thông báo đi. Rồi vào view. Các bạn thấy này, mình không điền gì vào đây. Nó vẫn đẩy lên nhá, các bạn nhìn thấy cái vòng tròn đây này. Nhìn nhá. Nó vẫn đẩy lên nhưng nó lại trả lại đây. Được chưa? Rồi. Ra ngoài view. Form blade rồi. Tìm đến đây, nó là cái này. Đi. If chờ tí rồi cao hero không
for x. Bây giờ tiến hành for x cửa. Ok, nào rồi for x. Hả? Sau này là cái gì? Đây hả? Lời y không? Có lời y không? Này à? Xem nha. Refresh. Có gì không? Đây. Là cái gì? Form này. Đây kết này. Đây UL, LI chẳng có gì cả. Sao? Thử nhá. Thử code PHP trong này nhá. DD ra cái error. Thiếu cái gì? Error cao lúc nào chứ không có error. Đây à? Ôn này à? Thử phát. À ra rồi. The name field is required. Gì? Rồi, xem đi. Xem nào. Đây à? Đây. Cái gì mà if biết rồi đó? If cao error. Này à? Rồi. Gì đó? Làm cái kia là cái nào? Cứ làm đi. Đây chưa phải là validate đâu. Cứ làm đi, nhưng mà cứ làm đi đã. Sao nữa? Chẳng nhẽ là như này. Error. Nè. Thêm à? Hả? Bằng cái này à? Này á? Thử nhá. Hiển thị lỗi ra. Array nào? Ở đâu? Chỗ này. Chỗ đây à? Dưới phải thêm một cái array. Rồi. Thêm cái array đấy. Trong đấy cái nào? Name.require. Chấm require. Cho đến name is required. Sau này phải name.unique. Này à? Bỏ này đi à? Rồi, thử nhá. The name field is required. Phải nhỉ? Không phải, không đúng. Đây. Nào.
đây, dầu men xin hip cao erode như nào đây. Và ly đế à nè à? Như này đúng không? Đây validator tôi yêu cầu dùng như này mà. Cách nào? Đâu sẽ nào? Đâu? Đô la nha. This chọn đến và đây đúng không? Rồi sao nữa? Gì? Thế như phần này làm gì có đây nè. Đây là hook. Sao update kiểu gì? Update cái Messi đây kiểu gì? Rồi. Đâu. Không biết, ông đọc sao tôi biết vậy. Đây. Đây đúng không? Rồi. If. Rồi. Reset. Đô la euro. Đây à? Cái này thì quăng luôn cái if đi. Trỏ đến à? First. Một cái name. Cho lên cái spanning. Này à? Class bằng là danger thử nhá. Úi giời. A còng reset. Phải nhỉ? Chờ đi. Reset này nè. Đây rồi. Reset. Hero first name. Tôi biết đúng không? Thôi thì ít vậy. Như này đúng không? Đấy gì? Chuẩn chưa? Nhá. Đã chết. Asset nào? Đây. Đây hả? Tồn tại là iset mà. Rồi. Hay dạ. Kinh nhỉ. Đúng rồi, nó vẫn dùng câu tiếng Anh này.
Tôi không biết, tôi còn chưa dùng cái nghèo bao giờ. Như nào? Nó ít ra nó cũng đã ra tết rồi, ít ra là thế. Dạ. Đây. This validate request nó mở ngoặc. Array đầu tiên là name unique category, name required, name is required, name unique category, name should be unique. Hả? Đây à? Thì viết tiếng Việt. Này à? Mình viết đúng như này không? Chưa? Tôi thử điền một cái đời sống của nhá. Đây là tạo được rồi. Được chưa? Của tôi. The name field is required. Nó không phải cái này của tôi. Cái sai chính tả. Rồi, ok. Nha, test lại nha. Được chưa? Nhưng bây giờ test cho trường hợp, chúng ta bình tĩnh. Test cho trường hợp update thì sao? Nó không sửa gì mà tôi xếp xuống thì nó không cho xếp. Giờ làm nào? Chưa? Đây, update. Ừ. Xếp xuống không cho xếp. Rồi, đâu ignore như nào. Đây rồi. Sao nữa? Đấy, sao lại? Rồi, cứ sớt đi. Giải quyết xong rồi được. Chúng ta cùng nghiên cứu với các bạn. Rồi. Phải à? Phải bỏ ra ngoài dấu ấy không? Có phải bỏ ra ngoài cái dấu ngoặc kép này không? À, bỏ ra ngoài đã bỏ ra ngoài sẵn rồi. Như này hay là như này không?
chưa? Này hả? Đây đúng không? Được nha. Được rồi. Úi xoài ơi. Đấy, thêm một thằng xã hội nữa hả? Đây à? Hay là cái tôi đi mua đồ? Đây. Bằng à? Bằng ID à? Này thôi à? Rồi xếp xuống. Đẹp khăn nữa. Ở bên thằng này. Úi dồi ôi. Tức là phải như này. Bên này dưới. Này đúng không? Này đúng không? Rồi. Bên. Được. Chưa xong. Lại thêm được thằng xã hội nữa này. Trong trường hợp tôi tạo mới. Đây này. Trong trường hợp tạo mới thì nó lại không update, là nó lại không validate cái xã hội cái này nó đã có rồi đúng không? Update thì vẫn được. Update được. Chả liên quan. Bây giờ thầy muốn tạo mới một chủng gì cũng có gì. Bỏ cái nho đi, chạy cái nước que, cái nước quy, tức là phải viết ra hai cái validate này cho hai trường hợp insert và update. Mày rảnh ra đấy. Ông thích chơi cái update đúng không? Chơi không? Đây, tôi chơi thằng thể thao. Update bình thường. Cứ update như thế, cứ update thằng này đây. Ừ. Thể thao đang có dữ liệu đấy. Có dữ liệu gì? Đúng nhớ. Sao? Để thử cái này nhá. Video rule function. Rồi ok thử nhá. Này gì?
update cái story này, where query với query where id bằng id truyền vào. Dạ. Trước hết check cái cây là cây insert không được không ạ? Ồ, tạo được luôn. Parent ID. Là sao không hiểu? Thêm mới. Từ từ nha. Mình check lại xem nó có đúng không đã nha. Rồi, name is required rồi. Còn mỗi cây unique này đúng không? Rồi, để xem. Trong trường hợp đấy, email. Chưa? Ok, category name should be unique. Bây giờ cái này là cái tạo mới. Tiếp theo cái update. Ông tôi copy ông thể thao. Update ông xã hội này. Thành thể thao. Category name should be unique. Này mình thử nhá. ID thì đúng là không cần xác định cột thật. Cần gì phải reload? Rồi, ok. Quan trọng là cách dùng của các bạn là chưa đúng. Cho một cái field là field name thôi thì chúng ta nên đẩy vào trong cái array như này. Không sinh ra thêm dòng làm cái gì cả. Được chưa? Hả? Đó, tôi vừa mới sửa lại ấy. Yeah. Rồi các bạn để ý nhá. Lớp để ý này. Đây là chúng ta điền cái ID vào. Khi mà thực hiện validate thì chúng ta có khá nhiều cách, có 2 hay 3 cách. Sợ đây là cách dùng dễ nhất của chúng ta. Thì là muốn validate cái field nào thì chúng ta chỉ $this validate, lấy dữ liệu từ toàn bộ cái request của chúng ta. Được chưa? Sau đó chúng ta muốn validate cái field nào. Field này là cái field ở dưới form ấy nhá. Muốn validate cái field nào thì chúng ta thực hiện việc viết tên cái field đấy và viết cái array. Nếu mà chỉ validate một cái thôi thì chúng ta có thể là require như này không? Require là yêu cầu phải nhập vào đúng không? Hoặc là chúng ta muốn có cái rule là unique chẳng hạn, cái này là cây đặc biệt thì chúng ta chỉ validate khi mà cái ID này nó có giá trị. Tức là bỏ nó sẽ tiến hành là validate cái unique, tức là duy nhất tồn tại duy nhất ở trong cái website, ở trong cái bảng chúng ta, bảng thì là bảng category. Yeah. Duy nhất trong cái bảng category. Nếu các bạn dừng lại ở đây thì tất cả các cây, cả insert, cả update nó sẽ đều kiểm tra trong cái bảng category của chúng ta, xem nó đã tồn tại cái dữ liệu bằng cái name chúng ta nhập lên hay chưa. Nếu có rồi nó sẽ đẩy ngược lại, nó không cho chúng ta insert đâu.
Được chưa? Còn nếu mà chưa tồn tại thì nó cho insert vào. Đấy là việc dừng lại ở đây. Ok không? Đến đây hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta nếu mà làm thế thì nó sẽ không hợp lý cho cái cây là cái cây chúng ta update dữ liệu. Đúng không? Update dữ liệu nó update những cái field khác mà nó không update cái name thì sao? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ cần cái đoạn là ignore. Ignore này là nó sẽ bỏ qua, nhớ nhá. Nó sẽ bỏ qua cái việc validate cái field name này cho cái cột có ID, à cho cái bản ghi có ID bằng cái ID truyền vào đây. Được chưa? Cái này nó hơi khó hiểu một chút. Nó sẽ bỏ qua cái việc check name cho cái bản ghi có ID bằng cái ID truyền vào. Thế nhỉ? Đây là một cách validate của chúng ta. Và chúng ta có thể custom cái message gửi ra ngoài bằng việc là thêm cái array thứ hai vào đây, đúng như các bạn vừa mới xây dựng. Được chưa? Đây là cách thứ nhất. Còn khi mà chúng ta chuyển cái lỗi ra ngoài màn hình thì chúng ta lấy ra đây là EASSET ERROR FIRST NAME. Lấy ra cái lỗi đầu tiên của trường name thì chúng ta sẽ hiển thị ra bằng một cái thẻ span và hiển thị ERROR ra name đấy. Sau này khi chúng ta muốn ra ERROR của các cái field khác thì lại FIRST NAME ERROR trở đến FIRST của cái name này này, của cái giá trị ở trong cái thuộc tính name của INPUT hay là SELECT hay là các cái view khác, ví dụ take area chẳng hạn. Được chưa? Đấy là cách chúng ta tiến hành validate đơn giản nhất. Được chưa? Đây là một cách. Cách thứ hai. Để anh ạ. Tôi sẽ comment tạm cái này vào. Rồi. Đây cách thứ nhất. Từ từ để tôi comment nốt rồi. Có dùng lại được cái này không? Có dùng lại được cái này không? Rồi ok, để nguyên. Chúng ta sẽ mở từ command line rồi. Này. Rồi, tạo ra request. Đây, category request. Lại giống như nãy. Đừng cọp nhanh cho nó nhanh. Đỡ nhọc. Này vào đúng không? Rồi, sao nữa? Rồi. Cái này có custom message không? Cũng lại đi có. Đâu? Đây đây chấm điểm ngoài đây.
nhá. Hết chưa? Đi return true nữa. Không nhỉ? Chắc không? Xong ở dưới này dùng như này. Này thôi gì. Đoạn dưới này không cần này. Rồi ok. Đấy. Đây nha. App HTTP. Đây nó đúng này. Phải nó nằm ở đây này. Undefined variable ID phải chết đây. Đây à, giờ ignore làm sao? Cho ID vào kiểu gì? Cho ID vào kiểu gì? Cho chuyện ID vào đây kiểu gì? Cho biến request á? Để đây à? Đây à? Thì request biến request à? Đây đúng không? Này à? Một view require xã hội category should be unique back lại. Bây giờ update thằng DD này đi, chuyển TH này đi, save thành công. Bây giờ update thằng này sang thành thể thao. Xong chưa? Hết cây chưa? Đây là cách thứ hai chúng ta sử dụng cái request này thì nó sẽ ngắn gọn hơn khá là nhiều. Có ai thắc mắc gì không? Thì chúng ta sinh ra một cái file request, một class request, và chúng ta sẽ tiến hành là giống như bạn Việt Anh vừa mới xây dựng, là chúng ta sẽ tạo ra cái việc validate cho cái request gửi lên của chúng ta. Và cái này nó sẽ chặn, cái này nó có một cái lợi, nó sẽ chặn trước cả khi chạy thực thi những cái hàm này. Ví dụ như cái hàm save của tôi, đây hàm save này, thì nó chạy trước cả khi vào trong code ở đây. Như lúc nãy chúng ta sử dụng validate này là nó chạy vào đây rồi và nó mới thực hiện validate. Còn ở cái request kia của chúng ta thì nó sẽ chạy trước khi vào trong cái hàm và cái nội dung hàm của chúng ta. Được chưa? Đấy là cái lợi và
và những cái bất lợi của hai thằng đấy. Thì tùy thuộc vào các bạn thôi, xem các bạn dùng cách nào cho nó hợp lý là được. Được chưa? Về xem lại cái này nhá. Ừ. Bỏ này đi đúng không? Có khả năng được. Rồi ok, được. This trỏ đến ai à, trỏ đến get ID này được. Thì chúng ta bỏ cái này đi. Bởi vì thằng này chắc nó kế thừa luôn cái form request này nó có sẵn rồi. Đó, cái request tôi bỏ đi mà. Chết chắc luôn. Không có gì chết luôn. Được chưa nhỉ? Mình sẽ đẩy cái này lên nhá. Và các bạn nhớ cho mình cái việc là chúng ta sẽ làm CRUD này và validate dữ liệu bằng code PHP. Được chưa? Các bài sau chúng ta sẽ là đều làm cái việc validate này. Nhá. Bây giờ mình sẽ đẩy code lên.